Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Today let's play gà tưởng ở bên Ben vs Project Playtime vs Chocho Challenge Game. Ok, first play Ben Ben is the Mubi. Đây là phiên bản Ben Ben ở trên Mubi nhá các bạn nhá. Ok, mình sẽ select lại nào. Ok, so select play now. Wow. Đây là phiên bản Ben Ben ở trên Mubi nhé các bạn nhé. À, map khá giống với trong Ben Ben ở trên Steam các bạn. À, đây có một cái UB. Mình sẽ lấy UB này đi. Cho vào máy tính này nha các bạn nhé. Ok, bạn mật khẩu là please file, zip file. Ok, sẽ có mật khẩu. Oh, đây là các nhân vật ở trong Ben Ben các bạn. Tiếp theo sau đó mình sẽ vào đây dùng mật khẩu đây nhá. Enanai. Ok, đã mở xong. Rồi mình sẽ vào đây lấy cái remote nhá. Ok, có remote rồi. Theo sau đó mình sẽ sang đây. Ok, vậy đã mở cửa ra đây. Ở đây có con Opila Bird này các bạn. Phòng bên đây cũng khá giống với ở trong kia các bạn. Mình sẽ mở đây tiếp. Ok, mình sẽ sang đây mở một phòng mới này. Sang bên đây có con bot Opila Bird này. Ok, mình sẽ chạy ra ngoài xem này. Mình quên mình vất nhầm rồi. Làm cái gì mốt rồi. Vất nhầm cái remote kia là sẽ bị rơi hỏng phải trở lại từ đầu các bạn. Mình sẽ lấy lại cái remote đây. Ok, mình sẽ mở lại. Ok, thế sau đó mình sẽ sang khám phá từng cửa bên đây này. Mở xong một cửa map mới này. Okay, mình sẽ sang bên đây xem này. Trong đây có một căn phòng. Sẽ mở là chỗ không mở được. Ok, mình sẽ lấy cái búa này nhá. Sang map bên kia, đập cây gỗ bên kia các bạn. Phòng công viên đây rồi. Có con Opila Bird này. Chạm vào con Opila Bird đây là sẽ bị thua các bạn ạ. Ok, mình sẽ chơi lại nha. Mình chạm vào con Opila Bird là sẽ bị thua, sẽ bị reset lại. Ok, mình sẽ quay lại lấy cái búa này. Ok, sẽ lấy cái búa là quay lại cái map cũ. Đây rồi, map cũ này. Mình sẽ khám phá trong đây xem nào. Đây rồi. Thử đập các cái gỗ này xem nào. Xong rồi. Wow, con Ben Ben, bot con mod Ben Ben này các bạn. Ok,
Ok, mình sẽ thử lên đây xem nào. Đấy, phiên bản trên Mobi hiện tại vẫn đang trong trạng thái update các bạn ạ. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển sang một phiên bản khác ở chơi ở trên Steam. Select các từ nữa Pen nào. À, các từ nữa Pen. Ok, sẽ bắt đầu chơi gạt từ nửa bên bên ở trên Steam nữa các bạn nhé. Ok, mình sẽ chọn load game. Hiện tại phải chọn lại nút các bạn ạ. Ok, mình sẽ select lại nhá. Thường thường cái nút mình, các nút di chuyển mình đã set up sẵn rồi mà, nhưng mà sao tự dưng lại phải select lại. À, các nút đã bị hỏng. Bây giờ mình sẽ chọn lại nhá các bạn nhá. Ok, sẽ bố trí phím này. Các nút này không thể di chuyển được. Ok các bạn, đợi mình một chút nhé, để mình sẽ chỉnh sửa lại các nút phím bấm ở trên này. Ga tiền đồ bên bên. Ok, so to loading game. Xong rồi mình sẽ chọn load game. Okay, sau tu load game. À đây rồi, bây giờ mình đã bắt đầu sửa được các nút phun bấm rồi. Mình sẽ di chuyển nhé các bạn nhé. À, mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ kia rồi. Bây giờ chỉ còn cho máy bay va vào đây. À, lấy được cái búa rồi nhỉ. Ok, các bạn đợi một chút, mình sẽ đáp lại các phím. Bây giờ mình sẽ đi di chuyển sang đây. Ok, sẽ đập rơi hai thanh gỗ này xuống nhá. Rồi mình sẽ di chuyển. Ok, các bạn đợi mình chút, mình sẽ sửa lại phím. Ok. Let's go. Okay, let's go.
Đây, mình sẽ di chuyển xuống đây và chọn vào nút trong đây. À, phải mở trên đây trước các bạn ạ. Ok, let go. Sẽ ấn vào nút vàng vàng nha các bạn nhé. Ok, cái máy kia sẽ di chuyển lên. Và mình sẽ nhảy lên đây nhé các bạn nhé. Và sau đó ấn vào nút quay vàng này để di chuyển sang bên kia. Ok, sẽ di chuyển sang bên kia nhé các bạn nhé. Okay, mình sẽ nhảy qua đây luôn. Con nhân vật này sẽ là màu đỏ. Các bạn cùng xem nhân vật mình đã in ở đây nhé. Và mình sẽ chọn đúng màu ở trong đây. Màu đỏ. Và con Connor sẽ là màu trắng. Các bạn chọn đây màu trắng nhé. Okay, tiếp theo con này sẽ màu xanh. Okay, con này sẽ là màu hồng. Và con này sẽ là màu xanh tím than. Ok, tiếp theo sẽ chuyển sang con này. Ok, đã mở xong. Và mình lên cái thẻ màu vàng này nhé các bạn nhé. Ok, đây có một tờ giấy. Ok, các bạn nhìn kìa, con Opilabird nó đang sang, chuẩn bị sang đây. Con bot Opilabird. Ok, mình sẽ gọi máy bay sẵn đây nhá. Và cho đập vào cái đỏ đỏ trên đây. Ok, sẽ di chuyển ạ. Con kia nó đang đuổi theo mình và nó đã bị rơi xuống kia rồi. Xong, vậy Văn Thành mình sẽ di chuyển sang một cái map mới nhá, để di chuyển gặp con boss bên bên. Đây, mình sẽ di chuyển vào đây. Ok, mình sẽ vào đây, chọn cái nút ở dưới đây nhá. Và lấy cái thẻ này. Ok, gọi máy bay đập vào cái nút đỏ này nhá các bạn nhá. Ok. Và chọn hệ thống điều khiển đây. Và sẽ mở sang một trang mới ở dưới. Ok, sẽ một cái hệ thống điều khiển đi lên đây. Đây là coi như một cái thang máy. Và mình sẽ nhảy sang đây. Ok, và sẽ di chuyển xuống dưới nhé các bạn nhé. Con bot bên bên nó đang ra các bạn. Rơi xuống dưới mất và sang chapter 2.
Okay, tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi Gatun Open Pen, một phiên bản được trên Mubi. Ok, one led line. Đây là một phiên bản nào trên Mubi các bạn nhé. Đây có hình các nhân vật này, hình các nhân vật con mình trong ở bên Gatun ở bên bên. Thì mình sẽ chuyển sang đây nhé, mở lấy cái búa trong đây các bạn. Oh, con bot bên bên kìa các bạn, phải chạy ngay. Sao không? Cứ ngay lại đây rồi. Okay. Thì nó chuồn chạy ra kia nè. Mình sẽ để cái búa đây trước đây. Quay lại xem con bên bên đuổi. Oh, nó vẫn đang đuổi. Ok, mình sẽ vào đây tìm một cái chìa khóa trong trong đây. Trong cái hộp này các bạn nhé. Ok, đã lấy chìa khóa, mình sẽ sang cái cửa kia để mở nhé. Ô, bên trong đây còn khá nhiều phòng, mình sang tìm khám phá xem này. À, đây là các đường cục rồi. Bên đây sẽ lên đây nào các bạn. Ok, mình sẽ mở cái cửa đây nhé, lấy cái búa để phá vỡ. Đây rồi, nó đã gặp mình rồi. Chơi mau. Ồ, nó định chặn đầu mình. Ok, mở cái cửa này. Ồ, không thể vào. Okay, tiếp theo mình sẽ chuyển sang một chơi một trò Chocho Challenge ở trên Steam. Ok, sẽ tiếp tục chơi nha các bạn nha. Ok, sẽ lấy gầu mình sẽ chuyển lên trên đây nhé. Để cho những quả trứng kia vào, làm cho con Chocho Challenge xuất hiện nhé các bạn nhé. Ok, mình sẽ bỏ qua bước ít trô này luôn và mình sẽ cho tàu chạy luôn nhé. Ok, tôi rời con Chocho nào. Yeah.
lại đấu lại là xem nào. Sẽ tiếp tục chiến đấu với con Chocho cho nó. Vậy tôi chưa được con Chocho Talent rồi. Ok, vậy là xong. Theo mình sẽ chuyển ra chơi một trò Chocho Talent Chu ở trên Mubi. Sokoli Chocho Train. Ok, mình sẽ select level 6 nha. Ok, let's go, sẽ di chuyển vào trong nhà kia. Ok, sẽ tắt cho chuyên này. Ok, sẽ tiêu diệt Chocho Talent nào các bạn. Tiếp theo mình sẽ chơi sang trò Project Playtime ở trên Steam trước nha. Ok, skip nào. Ok, online.
quick play nào. Running mark nào. Ok, trong lúc chờ đợi mình sẽ chuyển sang Project về time trên Joe Block trước nhé. Trên Joe Block hơi lag một chút các bạn. Hơi lag một chút. Waiting for loading game. Trên Joe Block hơi lag, nó quay tròn mãi các bạn. Hơi lag một chút các bạn này, vẫn chưa thể thoát được vài game. Ok, select play nào. Project multi play. Waiting for loading game. Hơi lag một chút. Yeah, select play, try again. À, vào được rồi. Okay, mình bắt đầu vào chơi nha. Khá nhiều người chơi quá. Ừ.
khổ, nó chưa thể vào chơi được vì quá đông. Và tình có lá đình. Đây là bảng xếp hạng này các bạn. Đây phiên bản dự án của Logic 2 sắp xuất hiện. Ồ, bên này có dự án 3 đây này. Vẫn chưa thể vào được. À, bên ngoài này có hình ảnh của Busibu. Như đang bị lag nhưng vẫn chưa thể vào được các bạn. À, mình đã trốn vào đây rồi. Ồ. Mọi người để ra. Ok, trong lúc chờ đợi mình sẽ chuyển sang chơi bộ giấy của The Time ở trên Steam nhé. À, mình được làm con bot. Mình được làm con bot Busibu. À, hot đang bị lỗi nên lại bị đẩy ra ngoài các bạn ạ.